Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đặc biệt này đến sông đất cho thành phố trong thời khắc đầu năm mới. Ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến thành phố, các đoàn khách sẽ trải nghiệm các làng nghề truyền thống ngày Tết như chiêm ngưỡng các màn biểu diễn thư pháp, nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, tò he, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân cùng với hoạt động hái lộc đầu xuân. Em về đây thì em nhìn mọi người tái hiện lại những cái không khí Tết của Việt Nam. Em cảm giác như là mình không thể quên được cái hương vị của dân tộc dù có đi xa như thế nào. Oh no, second time here, but yeah, we loved it. It's amazing. It's an amazing city, and yeah, we're really happy to be here and feel really lucky to have won. I feel very lucky, and it's an amazing show that everyone's put on, and it's really lovely. Bên cạnh đó, những vị khách quý đã tới sông đất vào dịp đầu năm mới còn nhận được những món quà ý nghĩa từ ban tổ chức và các doanh nghiệp về du lịch. Đặc biệt trong dịp này, 5 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế VJ082 bay từ Melbourne, nước Úc đến thành phố Hồ Chí Minh do hãng hàng không Vietjet khai thác đã được ban tổ chức tặng vé máy bay khứ hồi quốc tế và các phần quà du lịch thành phố. Ban tổ chức cũng tặng 8 vị khách may mắn trên chuyến bay VN10 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bay từ Paris, nước Pháp đến thành phố Hồ Chí Minh các vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia trên các chuyến bay do hãng khai thác và các phần quà du lịch của thành phố. Và chúng tôi cũng mong muốn những vị khách đầu tiên sẽ có một cảm nhận rất là ấn tượng và rất là thiện cảm về thành phố Hồ Chí Minh, luôn luôn đón khách và luôn luôn sẵn sàng chào đón du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Và thông qua các món quà, chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến những du khách các dịch vụ đặc trưng của du lịch thành phố Hồ Chí Minh về 100 điều thú vị của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là những lời chúc may mắn cho du khách cũng như là kỳ vọng cho ngành du lịch thành phố một năm tăng trưởng. Lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2024 là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè du khách gần xa. Đồng thời, đây cũng là hoạt động đánh dấu khởi đầu cho những nét đột phá mới của ngành du lịch thành phố trong năm mới. Để năm 2024, bên cạnh việc triển khai chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tập trung để tham mưu ban hành các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời cũng tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững để chuyển đổi chất lượng theo chiều sâu. Trước đó, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, ngành du lịch đã đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và trên 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch gần 160.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam. Định vị thương hiệu du lịch ngày càng được khẳng định trên phạm vi quốc tế, được vinh danh là điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á và điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á, nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023.